báo cho chị á, là chị cũng kêu bằng là hết hồn luôn. Vậy không vậy làm sao mà bán để làm cái gì, trong khi là em nó còn tới 9.7 triệu. Khi mà em phong anh phong bụi giao cho thì là còn 9.7 triệu, làm sao mà bán để làm gì, không tiền mà. Thì người ta nói là không biết thì chị có tìm hiểu đi, thì mà theo tôi biết là như vậy, mà biết là bán là 3.5 triệu. Em không xuống thì là không hỏi chị nghe đâu, chị sẽ em này nói làm sao. Nhưng mà em này á, thì em duyên á, nói với lại những người khác trả lời á, những người khác hỏi là chồng đâu rồi, xe đâu rồi, rồi như kia, thì chị có thấy trả lời bên một cái kênh khác nữa đó là ba qua mượn này kia, rồi xong gặp em hỏi thì nói là xe hư đó. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Qua câu chuyện cũng khá dài của chị Duyên thì hoàn cảnh của chị Duyên đáng thương vì 13 tuổi bị đẩy sang Campuchia làm đủ thứ nghề, và sau đó thì chị Duyên đưa về. Hoàn cảnh của chị Duyên thì lấy đi rất là nhiều nước mắt của cô bác quý anh chị, nhưng sau khi về Việt Nam thì hết lên rồi xuống, hết xuống rồi lại lên, nó ở trong cái dòng lẫn quẩn đó. Và được sự giúp đỡ của tất cả các mạnh thường quân, hiện nay thì chị Duyên cũng đang sống ở trong một cái căn nhà trọ cũng khá là ổn định. Tuy nhiên qua thời gian sống trọ thì những hiện vật á, những đồ dùng á mà mạnh thường quân tặng cho chị Duyên và Phúc để làm vốn làm ăn cũng như là phương tiện đi lại thì không cánh mà bay. Chẳng hạn như là một cái chiếc xe gắn máy của chị Tiên Trần, mua thì bây giờ cũng đã không còn nữa. Một cái chiếc điện thoại cũng đã mất luôn, mà chị Duyên cho rằng đã bị té vào bể. Thật sự những cái câu chuyện đó thì nó làm cho Bùi Hồ và tất cả các mạnh thường quân thất vọng rất là nhiều. Lại thêm một cái tình tiết là trong một thời gian ngắn chị Duyên đã sử dụng hơn số tiền là hơn 6-7 triệu đồng. Chị cứ nói là mình bệnh để tiêm thuốc rồi vô nước biển, mỗi ngày chị là mất vài trăm ngàn. Một cái câu chuyện mà ở Việt Nam thì thời điểm hiện tại thì Bùi Hồ nghĩ rằng chị Duyên đã lên một cái kế hoạch gì đó để có thể là đem cái số tiền đó đi, và mục đích đó sử dụng thì không biết gì. Hôm nay thì Bùi Hồ được kết nối với lại chị Tiên. Chị Tiên chia sẻ cho Bùi Hồ những cái bí mật rằng chị Tiên đã mướn một cái thám tử sự quay không giúp đỡ cho chị Duyên và Phúc nữa. Và cái câu chuyện đó là câu chuyện gì thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng nghe cuộc gọi kết nối của Bùi Hồ với lại chị Tiên, là một mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chị Duyên ngay tại Mỹ ha. Bây giờ thì cũng ở Mỹ thì cũng tối rồi, bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng nghe cuộc trò chuyện này. Dạ bây giờ thì Bùi Hồ cũng kết nối với lại chị Tiên. Ôi chào chị. Chào em. Em không biết là chị có xem clip sáng nay em đã đăng lên chưa? Chị đang xem rồi. Dạ. Mà chị chưa xem kỹ. Dạ. Mới xem sơ lướt qua hả? Dạ. Thì cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào rồi? Tột cảm xúc. Từ dạo mà chị phát hiện ra nhiều điều, cái chị tột cảm xúc nhiều lắm. Dạ. Em có nghe chị nói là chị cho em biết một số thông tin về chị Duyên là như thế nào hả chị Tiên? Nó là như vậy. Chị muốn em có coi cái clip mà Duyên nó khoe với ai á, quên rồi. Nó nói là nó được chị cho đi học nghề rồi này kia vậy đó. Thì là lúc mà chị cho chị nói với Duyên là chị cho đi học nghề rồi này kia nọ, thì chị cũng nói là Duyên ơi em ráng học nghề đi, em thành nghề này nọ đi, chị không muốn em cầm cái sắp giấy số đi bán ngoài. Rồi chị cũng muốn là mua cho em một căn nhà nữa, chứ không lẽ là bây giờ em cứ ở nhà thuê nhà mướn hoài thì sao. Sorry. Không lẽ em cứ ở nhà thuê nhà mướn hoài thì sao? Thì lúc đó bạn chị mới nói rằng là chị nên tìm hiểu cho kỹ.
Tại bạn chị thấy vậy, bạn chị mới nói là nên tìm hiểu cho kỹ. Thì lúc đó bạn chị ở Việt Nam mới là nhờ được một cái văn phòng nào đó mà giống kiểu như thám tử tư hả? Nếu mà dùng thám tử tư thì có vẻ nó chữ nó cao, đa to bố lớn á. Thì là bạn chị mới nói ở bên này có những người mà người ta muốn đi coi vợ chồng có chung thủy không, người ta mướn như người vậy. Thì chị mới nói ok, vậy thì đi tìm dùm chị. Thì chị lúc đó là Duyên có cho chị cái địa chỉ rồi, là bởi vì chị nói là chị lấy cái địa chỉ để mà chị gửi đồ về cho Duyên đó. Cho nên là chị có cái địa chỉ đó và chị đưa cho người ta là đi theo cái đường đó. Mà lúc đó chị không có nói cho Hồn biết. Chị thấy là nếu như mà mình đào sâu mình đi theo gì kỳ không, nhưng mà tại vì bạn chị nói nếu mà muốn cho em này sâu hơn về căn nhà đó thì là mày phải tìm hiểu kỹ hơn đi rồi hãy trao. Thì là chị mới nhờ, và xong là khi mà chị nhận được cái tin mà người ta báo cho chị á, là chị cũng kêu bằng là hết hồn luôn. Chị không biết là em có biết hay không, nhưng mà tại vì em ở gần dưới đó mà không biết em có biết hay không. Nhưng mà chị thì là chị tin cái văn phòng này, tại vì chị cũng đã hỏi gặn là nhiều lần là có đúng sự thật là như vậy hay không. Thì là người ta nói rất là cặn kẽ, là bởi vì người ta nói là cái chiếc xe mà chị mua đó là qua ngày hôm sau là cổ đã bán rồi. Ôi trời. Yes. Không phải như một cái thông tin khác chị nghe là một là ba ngày đâu, mà là người ta nói là một ngày sau đã bán rồi. Và khi mà chị nghe vậy á, chị bàng hoàng, chị nói thì không vậy làm sao mà là bán để làm cái gì, trong khi là em đó còn cái 9.7 triệu. Khi mà em phong anh phong bụi giao cho thì là còn 9.7 triệu, làm sao mà bán để làm gì, không tiền mà. Thì người ta nói là không biết thì chị có tìm hiểu đi, thì mà theo tôi biết là như vậy, mà biết là bán là 3.5 triệu. Em có thấy là cái số tiền là mua 6.5 triệu chiếc xe mà là nó bay theo gió 3 triệu không, qua một ngày thôi là em đó xài như vậy rồi. Người ta còn nói với chị cái thông tin là em này đó là chơi hàng đá hàng gì đó. Và em bất ngờ không? Chị rất là bất ngờ luôn, tại vì chị thấy cái Duyên nó rất là cái gương mặt á này nọ nó ốm, là chị tin nó, là bởi vì chị tin là nó nói nó sẽ thai, nó không ăn uống đủ chất thì chị tin cái gì chị cũng tin hết, tại vì chị thương em đó như là một đứa con của chị. Cho nên chị ráng chị kéo em đó ra vũng bụng, cho nên là chị quá là bất ngờ luôn. Thì là người ta còn nói là em này á, xài tiền nhanh tới như vậy á, là bởi vì á, em này còn có chơi bắn cá, bắn game gì đó mà ăn tiền thật á, trên mạng gì đó, trên phone, trên gì đó. Chị thì không rành mấy cái đó, nhưng mà người ta nói là cạo tiền, cạo thẻ gì đó vô chơi đó không biết nữa, thì nó rất là nhanh luôn. Cho nên chính vì vậy á, mà là khi mà em đi Ấn Độ á, thì là hỏi tiền chị hoài à. Hỏi tiền chị là chị ơi em đau bụng nhức đầu quá, em mệt quá, em không còn sức đi bán. Em nói thôi em nghỉ đi, ở nhà đi chứ đi buôn đi bán làm chi. Em đi buôn đi bán ngày lời có 50 mà em vô chai nước biển hết nhiêu rồi, nó nói là 500+ á, thì đâu biết đâu. Thì là chị mới nói là em đi vô nước biển đi, xong nói không còn tiền. Nó ủa sao kỳ vậy, không còn tiền sao, nãy lúc mà ngồi nói chuyện với mẹ chồng có FaceTime với chị giống vậy nè, thì sao ba bên nói chuyện với nhau á, thì sao em không có nói với chị để mà chị mượn mẹ. Thì em nó mới nói với chị như vậy, tại vì hồi nãy em nghĩ là em sẽ đòi được tiền của bạn đế thiếu em, bạn đế hứa bữa nay trả 1 triệu, cho nên em nghĩ là em đòi được số tiền đó, nó hứa trả bữa nay, cho nên em không cần mượn để mà vô nước biển. Chị nói ủa sao kỳ vậy, tại sao kỳ vậy, có vụ mà đế thiếu em nữa, bạn đế thiếu em nữa là sao. Thì là bây giờ khi mà chị biết á, là cái câu chuyện bây giờ chị sẵn chị trả lời luôn nha, ở trên cộng đồng mạng á, người ta cũng rất là thắc mắc là vì sao Duyên xài tiền nó nhanh như vậy. Rất là nhiều người chửi mẹ có tiền á hả, cho người này người kia, tại sao mà tiền xài nhanh, người ta cho mà không biết giữ vậy. Khi mà cái người mà người ta lấy tin tức cho chị á, thì là cái văn phòng mà theo dõi đó, thì người ta cho chị cái thông tin đó, thì người ta nói rằng là bây giờ chị hiểu lý do tại sao mà em này xài tiền nhanh chưa. Thì bây giờ chị mới
logic lại, chị mới ráp những cái câu chuyện lại, thì là chị biết là lý do tại sao mà tiền nó đi nhanh là bởi vì vậy nè. Giống như kiểu vậy nè, hồ là mua chuộc á, canh cho khóa cái miệng lại á, kiểu như là cho dì nè, cho cậu nè, cho mẹ nè, cho em nè, rồi cho bạn của đế nữa, bạn mượn nữa, nói tiếng mượn chị không biết, thì là chị mới nói à thì ra là như vậy. Lúc đầu á, chị cứ thấy là mấy người này á, ăn tiền của Duyên á, thì chị nghĩ là kiểu như là trứng lột á. Thấy em này ở trên trên YouTube á, là được YouTuber cho tiền á, thì là chị nghĩ là chị thương em càng nhiều, tiền càng hết là chị thương em đó càng nhiều. Bởi là vì khi mà YouTuber cho á, hoặc là những mạnh thường quân cho trao tiền thì em cầm đây, thì em ở trong nhà ngoại thì cậu thấy không lẽ cậu hỏi mày không đưa. Cho nên chị nghĩ theo cái hướng khác là em này bị em Duyên bị trúng lột. Dạ. Cho nên chị lại càng thương hơn nữa, và chị lại càng muốn đưa em này ra khỏi cái phòng trọ đó. Bởi vì khi sau này á, thì là chị biết cái phòng trọ đó, cái vị trí nó rất gần nhà ngoại, thì chị thương cái em này một cái là chị nghĩ là em này phải đi xa cái chỗ này thì em này mới tránh được cái vũng bùn này, chị muốn kéo cái em này lên. Dạ. Thì trên cộng đồng mạng cũng có chửi em này là mới mướn cái phòng trọ đây mà lại đổi đi. Thì chị cũng đến chính là do chị. Tại vì mỗi lần á, em này than với chị là phòng trọ nóng quá, ngợp quá. Thì mỗi lần chị thấy YouTuber tới cũng dội ngược cho ra, trời ơi sao mà phòng giống nóng dữ vậy chị. Thì chị cũng thương lắm. Tại vì bên này chị thấy chị sống thoải mái lắm mà tại sao em nó như vậy. Thì chị cũng thương lắm. Thì chị mới nói là với lại vậy nữa mà là chị, cái ý của chị muốn dời phòng trọ đi. Bởi vì làm vậy nè, em đế á, sau này chị biết được em đế cũng không giống như những cái gì mà trên những cái YouTuber quay. Thì là em đế ăn hiếp em này, em Duyên thì em Duyên có nói với chị, em Duyên nói là đế hả, ăn hiếp em rồi cái nọ, rồi sao mà chị mới nói chị không tin đâu. Thì những lần mà hai đứa gây lộn mới mở máy cho chị nghe, thì chị mới tin. Kêu mày tao may tớ rồi nọ, chứ không phải là tôn trọng chị mình đâu. Và chị biết một điều nữa đó, là vì sao mà đế tới chỗ này ở, bởi vì đế muốn show đế ra với YouTuber. Bởi vì đế muốn người ta biết về hoàn cảnh của đế, và người ta sẽ kèm theo Duyên, hoàn cảnh của Duyên kèm theo như vậy, đưa vô YouTube và lên một cách rất ngọt ngào. Và cái kịch bản đưa ra đó là đúng như là những cái gì những hai mấy em này sắp đặt. Chị và bị dắt mũi đi vòng vòng. Thì khi mà mình YouTuber tới thì hỏi là ủa Duyên sống với ai, nọ cái người đó là ai, ở đây là em, và đưa ra. Và sau đó em này đưa cái hoàn cảnh ra rất là ngọt ngào. Khi mà cái clip đó lên thì người ta nói rằng là trời ơi thương hai chị em Duyên quá, thương chị hai chị em Duyên quá. Thì đó là như vậy, đó là những lần như vậy là chị biết. Chị rất là thất vọng, bởi vì khi mà cái tình cảm á, chị đặt đó, chị cho cái chị cho em Duyên nó không đúng chỗ, không đúng người. Chị thương em Duyên là em biết tại sao chị thương em Duyên không, là tại vì chị quý em Duyên là vậy nè. Chị thương em Duyên, chị muốn lo lắng cho em Duyên nhiều như vậy nè. Nếu mà chị không nói ra chắc mấy người định tưởng chứ, trời ơi cô này biết cũng có bị LGBT không, tự nhiên thương Duyên dữ thì mà lo cho nhiều như vậy. Thì chị muốn đánh chính là chị có con, chị có cháu nội rồi mà chị còn ăn trai Mỹ nữa nha, chứ không phải là như vậy. Nhưng mà là tại vì sao Bùi Hồ biết không, chị thương em Duyên vậy nè, là chị gì, nếu mà những em á mà thích việc nhẹ lương cao mà bị lừa qua bên Campuchia, bị những cái đó thì không có mua nhiều. Bởi vì sao, Du có cái đầu rồi mà Du cứ ham việc nhẹ lương cao là Du bị vậy, thời đó là Du lãnh hậu quả. Còn cái này á, chị thương hoàn cảnh Duyên là bởi vì 13 tuổi bị bán đi, em đó bị bán vô đó, cho nên em đó không có cái sự chống cự, cho nên em đó phải đành chịu như vậy. Thì chị thương và chị quý một điều nữa là em đó ở Campuchia 21 năm mà ở trong động như vậy mà em đó không bị HIV, chị rất là thương, chị quý. Chị nói rằng cái mạng sống em này lớn quá là chị phải giúp. Chị bằng mọi cách chị phải giúp, bởi vì chị thấy cái lần này khi mà em nó xuống gặp cầu ở rồi, không có ai đưa tay giúp đỡ, chỉ cho 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 500 ngàn gì đó. Thì sau đó chị mới liên lạc với lại Phong và kéo em nó lên.
đó. Thì có một cô nữa bên kênh của em thì cũng cho 200 đô, thì 200, 100 thì nó cũng nhiều rồi. Cho nên chị mới thấy là cái khả năng của chị bây giờ là con chị lớn rồi mà chị cũng single nữa, cho nên là chị có thể giúp và kéo em này lên được. Cho nên chị thấy là với một cái khả năng của chị á, thì là chị làm được thì chị làm. Em biết ở bên này chị cũng giúp những hoàn cảnh khác, nhưng mà chị giúp là 200, 100 hay cái gì đó rồi xong đó chị cũng theo dõi nữa. Nhưng mà chị thương em này là lý do là bị bán qua sân kia chị mới thương chị. Cho nên là chị mới bị dắt mũi đi vòng vòng. Đó là như vậy. Bất ngờ nhất là em này á đã bán chiếc xe chỉ có một ngày sau khi đó thôi. Bởi vì chị mới nói là em này á, sao mà gan dữ vậy ta. Nếu mà em này với lại em này không trân trọng cái tình cảm của chị, và em này không, em này coi thường chị, coi thường Phong luôn. Tại vì Phong nói là một ngày nào đó sẽ xuống mà. Thì hỏi em chứ, nếu một ngày đó Phong xuống thì là Phong hỏi chiếc xe đâu, chị sẽ em này nói làm sao. Nhưng mà em này á, thì em Duyên á, nói với lại những người khác trả lời á, những người khác hỏi là chồng đâu rồi, xe đâu rồi, rồi những kia á, thì chị có thấy trả lời bên một cái kênh khác nữa đó là ba qua mượn này kia, rồi xong gặp em hỏi thì nói là xe hư đó. Thành ra là nó rất là quanh co đó Bùi Hồ. Dạ. Thành ra chị thấy là khi mà chị có cái kết quả như vậy và chị trả tiền cho người ta lấy tin tức cho chị rất là đáng đối với chị. Và một cái nữa đó là Bùi Hồ, em biết sao, chị đọc ở trên mạng đó, người ta nói là bị bệnh như vậy, đau đớn như vậy là bị Bùi Hồ ơi dắt đi khám bệnh đi. Nhưng mà những cái gì người ta nghĩ ra và người ta viết lên đó là chị với em đã tính trước rồi, đúng không Bùi Hồ? Yeah. Em nói với chị là khi mà cái điều trước nhất em từ Ấn Độ về á, là em sẽ cho Duyên đi khám bệnh, khám tổng quát cả hai vợ chồng. Và khi nào có cái gì, bệnh gì thì là mình chữa liền. Thì là em này quanh co, em này không đi. Không đi á, mà qua mặt em một cách được kêu bằng là cũng dở xỏ mũi em luôn. Cái bữa sáng hôm đó chị coi cái nét chị thấy em thất vọng, dễ sợ là em đó tới trả lời với em là ảnh đi rồi này kia nọ. Rồi là như vậy thôi. Nên chị coi thì những cái đó chị không nhắc lại, bởi vì là người ta đã coi clip rồi, người ta biết rồi. Cho nên là như vậy. Quá chừng là thất vọng, mà vừa bất ngờ mà vừa wow, mà vừa đủ thứ cái trạng thái đối với chị sụp đổ dữ lắm. Còn đối với em thì sao? Chắc có lẽ là em sẽ ngưng hỗ trợ đối với chị Duyên. Đối với trường hợp của chị Duyên á, thì ai cũng thương hết á. Thương giống như cái những gì mà chị nói. Thương cái phần lớn nữa, nhỏ tuổi mà phải đẩy sang Campuchia như vậy. Thì ai cũng có, sau khi về Việt Nam thì ai cũng có lầm lỗi. Và trước đó chị Duyên cũng nhận được một cái số vốn khá là lớn từ tất cả các bạn, kể cả những bạn YouTuber khác. Nhưng mà cái số vốn lúc đó là chị tự lý giải được là em này bị cha mẹ em nào lấy lý lại nó trả nợ cho ông đế, là cái số lớn rất nhiều. Đế, dạ. Nó nói với chị là trả 70 triệu mà cho 100 mấy triệu, cho nên là chị thương. Dạ. Chị giải thích được cái đó. Dạ. Nó ác là như vậy, thấy không? Mà sau này sự thật thì làm cho em và mọi người, tất cả những mạnh thường quân khác nữa lại buồn hơn. Buồn hơn đợt trước nữa. Thậm chí là buồn hơn lúc mà chị Duyên sống ở Gầm Cầu nữa. Tại cứ nói thật thì mọi người thương. Những cái chuyện gì á, nói dối thì lần sau sẽ phát hiện được. Thì lúc đó thì một mai mà mình xa lầy nữa thì ai sẽ là người giúp mình? Tự bản thân mình không có nghị lực đứng lên thì làm sao người khác có thể giúp mình được đó. Nên thành thử là đến thời điểm hiện tại thì em nói thật với chị là em rất nhức đầu. Đau đầu lắm. Mình không biết làm sao để cho nó trọn vẹn cả. Em muốn bỏ tay, buông tay nhiều lần rồi. Chị cũng năn nỉ Bùi Hồ ơi giúp chị cái này, Bùi Hồ ơi giúp chị cái kia. Thì em mới ráng đu cho tới bây giờ. Chị thấy rất nhiều người: Bùi Hồ ơi, bỏ hết hoàn cảnh rồi sao mà hả, cứ giúp hoàn cảnh này hoài vậy. Con này thế này, con này thế kia, chị tiền mau hết. Thì sẵn đây chị cũng nói để mà giải thích cho mọi người hiểu rằng là cái đó là do ý chị năn nỉ em.
Bùi Hồ ơi giúp giùm chị cái này đi, Bùi Hồ giúp với chị cái kia đi, thôi kệ nó, cho em nó cơ hội đi, mình chưa cho em đó cơ hội mà. Dạ. Mình chưa thử mà sao mình biết, chị cứ như vậy. Thành ra cái đó là cũng là lỗi của chị, bởi vì chị đặt cái tình vô nhiều quá. Bởi vì chị đặt cái tình vô á, giống như là chị thấy em đó bị không cha không mẹ, không ai lo lắng hết, thì chị mới thấy là cái bơ vơ như vậy. Chị mới giống như là một cái ngửa tay để ra mà chị đón. Chị nghĩ là mình có khả năng mà mình có thể kéo được một cái em này lên nữa, thì tại sao mà chị không kéo. Thì là chị mới cho em này đi học. Chị còn nói hả là em học đi, nhưng mà chị sẽ có nhiều người nói là trời ơi dơ vậy rồi sao mà làm đẹp cho người ta được, rồi ai dám tới làm móng này kia kia nọ. Chị đọc mấy cái đó đó chị đau lòng lắm, tại vì chị cũng có nói với Duyên là em biết không, em chọn đi một trong những cái nghề nè, làm móng nè, thì nó đơn giản lắm mà nó nhanh kiếm tiền nữa, mà rồi spa làm đẹp về da này nọ, chị muốn em làm việc trong cái môi trường máy lạnh đồ đó, rồi em tiếp xúc với lại những cái hóa chất, cái hương liệu, cái lotion đồ này nọ đó, chị muốn rửa, gột rửa em lại thì mấy cái này tay chân em nó sẽ sạch sẽ lên, mặc dù ai nói gì nói, chị muốn chị gột rửa em lại, mà nhưng chị đâu có ngờ như vậy đâu em, tại vì người ta cứ bắn cá thôi, rồi người ta cứ hút hít này nọ, sau này đó, khi mà chị cầm được cái mà kết quả người ta nói đó, thì là chị mới nhớ lại những cái đoạn mà lúc mà em với lại Bùi Hồ rồi xuống dưới gầm cầu gặp em đó buổi sáng đó, thì hình như ai nói là cái căn cước đó nó giống như cái thẻ credit card vậy đó. Yeah. Cái căn cước của chị nè, sao mà mày bị lọt dưới đây à? Em biết không, sau này chị mới biết rồi, chắc hút hít gì đó người ta, thì chị cũng thấy đó, người ta cào cào vậy nè, là hút hít đó bằng cái thẻ credit card đó. Là sử dụng cái thẻ đó để mà cào thôi. Chắc là có thể là đêm đó nó nằm ở dưới đó, chị coi phim coi đồ chị cũng thấy nè, nó là bằng cái thẻ credit card nè, cào 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 ấy để vô hít đó, hít hay là hút hay cái gì chuẩn biết sao, tự nhiên có một cái lưỡi dao đó, cái thẻ nó nằm ở ngoài, rồi có những cái nữa nó lòi ra dữ lắm, mà chị bây giờ chị coi rồi chị mới thấy cái ánh mắt của em nó nói chuyện hả, mà trả lời á, những cái lúc mà em hỏi hay những youtuber khác hỏi rất là lưu loát, mà nói này nói kia, mà có những cái nó không dám lại, là tự chị nói rồi mình không nhớ đó, cho nên là nói tới nói lui nó không ấy. Chị rất là đau lòng khi mà hôm qua một kia gì đó chị có coi về cái clip mà em đó, cái mặt nó rất là rạng rỡ, hình như là Đạt Đồng Tháp thì phải, thì là nó rất rạng rỡ, nó trả lời là lúc đó đang ngồi rửa chén á, là chị tiên cấp cho em học cái này học cái kia, mà thật sự là chị muốn cho em đó đi học nghề để mà lên, mà chị còn muốn mua cho em đó nè, chị dặn em nè, mua tivi nè, mua máy lạnh nè, mua này kia để cho tủ chén nè. Em thấy không, ở trên mạng người ta chửi em là không có gọn ghẽ gì đó, rồi tính mua tủ nè, rồi chị chụp hình cái hình các loại tủ nào để chị nói Bùi Hồ mua cho em rồi tùm lum. Thì em nhớ ráng học hành nha, hôm này nọ. Rồi còn một cái nữa là em đó nghe lời đế vẽ tiền chị, là vẽ tiền chị là mua máy lạnh. Dạ. Là mới nói là chị ơi phòng nóng quá, đế nói rằng là mua quạt thêm cũng không có mát, bây giờ gắn máy lạnh được không chị, em hỏi ý chị. Chị hỏi ý chị thì coi như chị là cái ATM chứ gì nữa, nhưng mà chị mới nói như vậy nè, chị nói là Duyên ơi chị gắn cho em được, nhưng mà nó sẽ là một cái thời điểm khác, bởi vì là bây giờ chị biết là YouTuber nhiều lắm tới quay em, thì là mọi bú rìu nó sẽ đổ lên em, nếu như họ bước vô phòng á, họ thấy rằng là em xài máy lạnh thì họ sẽ nhiều lắm, hai chiều này thì nói thế này, chiều thương em á thì nói thế này, chiều ghét thì nói thế kia, thì là em sẽ bị búa rìu sợ em chịu không nổi, thôi bây giờ chờ đi qua cái chỗ khác á, chị muốn phòng cho em chỗ khác nó mát hơn, và chị tách em ra với đế, tại vì chị thấy đế ăn hiếp em, mà đế ăn hiếp em, đế làm chủ tình hình cái phòng đó luôn. Bởi vì á, khi mà hai vợ chồng xoay trở trên cái giường tầng đó em, yeah, thì là nó kêu có két á, thì là đế trên kia ngủ không được, chửi bới xuống,
thì nó mét với chị, nó mở cho chị nghe, thì chị mới nói ủa không kỳ vậy, sao em là chủ của cái phòng trọ đó, tại sao đế chỉ là người khách trọ, sao em không nhắc đế là ờ đế ơi cái này là Mạnh Thường Quân thuê cho vợ chồng tao mà, sao mày làm như vậy. Nhưng mà sau này chị mới biết ra thì sao mà đế nó làm chủ tình hình, bởi vì Duyên có cái kẹt không có dám nói ra được thì giới đế biết. Yeah. Đế biết những cái xấu của này hút hết rồi cờ bạc cái gì đó, bán xe bán gì đó, mới mua chiếc xe một ngày đã bán mà. Cho yeah. nên là không dám nói ra. Bây giờ chị sâu chuỗi lại chị mới thấy nó là như vậy. Rồi em nó còn mát với chị ơi, hai vợ chồng em á bây giờ chắc em phải đi xuống dưới gầm cầu ngủ trở lại, chờ cho đến khi nào anh Bùi Hồ về. Chị mới nói tại sao vậy. Bữa đó hình như là 6-7 tay thì chị cũng nhớ, thì là mới nói là vài bữa anh Bùi Hồ về mà có chuyện gì. Thì em này mới nói với chị là riết rồi hả, trong phòng á hai vợ chồng em nói chuyện cũng không được nữa, đấy nó nói ồn ào nó ngủ không được. Rồi á hai vợ chồng em sáng tới mơ dậy á, tắm rửa đi làm ăn sáng á, thì là nó nói là ồn ào, nó lấy cái kiến coi mặt á, cái kiến coi mặt như vậy nè, nó nằm trên giường nó quăng xuống thì đương nhiên phải bể. Dạ. Yeah. Ừ, thì đó thì là nó quăng xuống là nó nói ồn ào. Ô chị nói ủa vậy là quá rồi, quá đi cái gì ta, giống như là mình là người khách trọ mà mình đâu phải là chủ đâu mà làm như vậy là quá, tại sao vậy. Vậy thì nếu mà em không nói được á thì để chị nói, hoặc là chị sẽ nói với em đó biết là em là người khách trọ, nếu mà chị muốn cho vợ chồng yên ở em cảm thấy không được thì có thể là em trở về nơi của em đi, em cứ coi như vợ chồng yên đang ở dưới gầm cầu đi. Thì là lúc trước yên đang ở dưới gầm cầu đâu có ai tới, lúc đó là chị binh duyên một cách kêu bằng là chị càng thương nó mát chị cái gì chị thương cái đó. Dạ. Bây giờ chị đổ sập quá Bùi Hồ, chị sụp đổ quá luôn rồi, giờ chị không biết nói sao nữa. Em cũng mong là thước phim này là chị Duyên như Phúc để xem được, và đâu đó sẽ rút kinh nghiệm cho cái quãng đời còn lại. Còn cái chuyện thời gian sắp tới thì em sẽ không can thiệp vào cái cuộc sống của chị Duyên nữa, và cứ mọi chuyện để cho nó tự nhiên, và mong rằng chị Duyên sẽ hồi hướng lại, hồi tâm lại để mà tự làm lại bản thân của mình. Chứ bây giờ em hay chị hay tất cả Mạnh Thường Quân giúp vô nữa thì nó không là gì cả, đổ sông đổ biển hết. Chị thấy là chị nên dừng lại. Dạ. Bởi vì á, nếu em đó xài tiền lớn á, mà xài cái gì á, ăn xài cái gì á, thì chị cũng có chấp nhận. Nhiều khi em nó đói hay là em thèm món này món kia em nó ăn á thì chị chấp nhận, nhưng mà nếu mà dính vô cờ bạc với lại hút hít á thì không có thể nào mà dừng lại được. Dạ. Tại vì á nó sẽ đi lao xuống hố luôn, mà nếu mà chị đi theo nó để mà chị giữ thì có lẽ là cũng không được, tại cái đó chị không có cho phép chị làm như vậy. Dạ. Cho nên là chị nói thật nha, là chị cũng rất làm như có ông bà độ chị đó cưng. Dạ. Những cái người mà họ tính toán không có tính kiểu như là trẻ thịt chị ăn đó thì là họ không có thực hiện được. Dạ. Thì á chị cũng đã có từng người anh họ của chị nói với chị là nợ 100 triệu nếu không trả nhà băng bắt ở, chị cũng rất hên, chị nói là em tắm là tivi nè, tắm tủ lạnh nè, tắm cái này cái kia cho Duyên giúp chị lúc em đi Ấn Độ về, và cái chuyện này nó xảy ra trước cái ngày em tới mua, quá là nó hợp lý. Và chị thấy tự nhiên nó bị chặn lại cái tiền á, nó không có đưa qua cho Duyên, mà chị thấy chị giúp cho ba mẹ của Phúc thì chị thấy là chị đưa qua bên đó, chị hỗ trợ qua bên đó, tự tâm chị hỗ trợ thôi chứ không ai xin chị nha. Chị tự nguyện hỗ trợ bởi vì chị thấy hai ông bà bị hút lấy chiếc xe qua bên đây và mất luôn, mất xác luôn. Không biết lý do vì sao mà theo chị cũng nghĩ đó là cũng là bán ăn xài thôi. Dạ. Hả?
Cho nên là chị thấy là chị cho những cái số tiền còn lại đó của Duyên mà em đã đưa lại một ngàn phải không? Thì đã xài hết 5 triệu rồi chị làm gì gì á là nó rất là xứng đáng. Dạ. Cho nên là chị ok với như vậy. Dạ. Em cũng cảm ơn chị đã dành thời gian để mà chia sẻ cái thước phim quý báu này cho tất cả cô bác của anh chị cũng như là Mạnh Thường Quân để hiểu thêm. Cảm ơn chị đã một thời gian qua cũng hết mình để mà giúp đỡ, đồng hành với em. Tuy nhiên thì mọi chuyện nó lại không như ý muốn, thì thật ra thì ai cũng buồn, bản thân em cũng như là chị nhiều lần nói với em là chị rất là nhức đầu, chị rất là đau đầu về cái trường hợp của chị Duyên. Nhưng chị mà đau đầu là vì chị quá thương nó. Dạ. Mà chị kêu em giúp trời. Chứ chị đâu có biết đâu. Dạ. Chị đâu có biết là cái sự việc nó nhảy ra như vậy. Dạ. Bây giờ chị biết đó. Em biết giờ chị gọi Duyên lại vậy không? Là sao chị? Chị gọi Duyên là trùm cuối xuất hiện. Cái cuối phim chị gọi Duyên là trùm cuối xuất hiện. Bởi vì sao? Hồi nào tới bây giờ á, Duyên trong mắt chị là tiền bạc 100 triệu của khán giả cho đợt một lúc mà Duyên về Việt Nam. Thì là chị biết là đế nè, trả nợ đế nè, rồi cho gì cho cậu, cho gì gì chị đúng hơn, rồi bán cái cây thua lỗ nè, là đi qua bên cái gì, cái chỗ mà lô tô gì đó, rồi bị người ta đuổi giữa đêm. Chắc cũng có lý do mới đuổi giữa đêm, bây giờ chị biết. Thì rồi tới bây giờ là đóng một cái vở tuồng rất là hoàn hảo ở dưới tàu, đánh vô cái trái tim của chị, đánh vô cái lòng của chị, và chị rất thương và chị muốn lo cho em đó tới cùng tới nỗi mà chị xin mua nhà cái em đó. Và bây giờ chị xuất hiện ra, bây giờ chùm cuối xuất hiện đó là em Duyên cuối cùng, có nghĩa là ok, đây cho dù để mà cầm nín cái miệng lại để những cái gì của tôi sắp xảy ra, mà coi như là ở trong cái dãy trọ đó em, là những người đó người ta đâm ra đang biết là Duyên đang có câu con cá mập đó là chị đang kẻ thích chị. cho nên là những cái người mà chị, người ta cho chị biết tin á, người ta cũng nói vui là như vậy, nói là thôi chị đừng có buồn thất vọng là chị như vậy, chị em biết là chị thất vọng nhưng mà chị biết cái điều này sớm hơn. Thì là chị cũng mừng là chị biết sớm hơn. Và bây giờ em, khi mà trước khi mà em kết thúc á, thì là chị muốn nói với Duyên và Đế như vậy. Và đối với Phúc á, thì là tại vì Phúc không có chủ động trong cái vấn đề mà chị là người muốn giúp, cho nên chị dẹp qua bên, chị không có muốn nói về Phúc. Dạ. Chị muốn giúp Duyên trước, và sau đó là một cái kịch bản giới thiệu thằng Đế vô rất là hoàn hảo, cho nên chị cũng thương Đế luôn. Thì chị có nói là chị thương Duyên thì chị thương Đế luôn, chị lo luôn. À, chị định mua xe ôm cho Đế để mà Đế đi lái xe ôm khỏi đi lụm phòng nữa, cho Đế có một cái cuộc sống để mà Đế khỏi đi lụm mỗi ngày. Yeah. Chị cho Đế 200 đô để, tại chị nghe là Đế phải lụm từng lụm để đủ 40 ngàn mua viên thuốc mỗi ngày mua một viên. Chị gửi về cho Đế cấp kỳ 200 đô. Chị nói rằng là em nhớ mua 30 viên cho đủ, để mà khi mà chờ tới cái bảo hiểm tới á, thì em mới có thuốc. Chị không muốn em đi lang thang mua từ viên. Em chụp hình cho chị coi nha, không có chụp hình mà chụp hình một cái bình thuốc 8 viên thuốc, có nghĩa là Đế giải thích là 8 viên thuốc đó cũng là cái cô kia cho 400 ngàn ra. Cho nên là chị có nhiều lắm là chị không nói, nhưng mà bây giờ cuối cùng á là chị muốn nói như vậy nè Hồ. Chị muốn nhắn gửi hai em đó rằng là nếu như những cái gì mà chị nói sai về hai em đó thì là có thể liên lạc chị, có thể gặp chị quay hình giống như vậy. Tại vì chị dàn thì chị cũng có sợ lửa. Ngày hôm nay á, chị không có muốn nói khi mà người đó không có mặt, nhưng mà tại vì buộc lòng chị phải nói, chị phải kêu Hồ ra đây cho chị bày tỏ. Bởi vì là như vậy, Hồ nói với chị là Hồ muốn chấm dứt cái khay này, đúng không? Dạ. Thì làm sao chị gặp được em Duyên đây? Cho nên chị mới nói với Hồ là cho chị nói ra những cái gì mà chị đã biết. Dạ. Để chị không muốn những người Mạnh Thường Quân khác giống như chị, giống như con nai bị dắt cái mũi đi vòng vòng và đổ tiền vô một cái chỗ nó không xứng đáng. Dạ. Và nếu như hai buổi sáng Bùi Hồ liên lạc
em duyên không được và liên lạc với đế cũng không được thì mới có cái chuyện nói chuyện của mình ngày hôm nay. Dạ. Nếu như hai em cảm thấy mà cái buổi ghi hình của chị và Bùi Hồ có gì sai, cứ liên lạc với Bùi Hồ để mà gặp lại đối diện với chị. Dạ. Chị sẵn sàng. Đúng không Bùi Hồ? Dạ chị. Thì đó chị muốn nhắn lại như vậy. Còn trước khi mà kết thúc thì em có muốn nói cái gì để nói chị tâm thôi. Sau clip này thì chắc có lẽ là em sẽ không không can thiệp vô cái câu chuyện của Duyên nữa, nó dài quá, cũng đủ cái thời gian giúp đỡ và cũng như là đủ cái khoản vật chất để mà giúp đỡ cho chị Duyên làm lại cuộc đời ngay tại Việt Nam. Tuy nhiên thì hết lần này đến lần khác thì lại cho mọi người một cái sự thất vọng, tại vì cái sự thật đằng sau nó thì nó phải nói là quá khủng khiếp. Thì cũng mong á chị Duyên là xem được clip này thì có thể là hồi tâm để mà làm lại cuộc đời. Còn bây giờ thì thôi cũng khuya rồi, em cũng chúc cho chị cùng gia đình ngủ ngon, cũng làm sao cũng... này á, cái chuyện này chị muốn giúp đỡ ai á chị phải suy nghĩ đắn đo dữ lắm, hoặc là chị không dám giúp đỡ ai nữa. Dạ. Chị thấy chị rớt xuống cái hố sâu quá. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Ok hồ. Dạ. Nói vui vậy thôi chứ rồi chị cũng sẽ đồng hành với em qua những cái YouTube của em sao này. Dạ, dạ. Vẫn còn theo dõi và nếu cái kênh cái trường hợp nào mà nó cảm được cái hoàn cảnh của chị á thì là chị cũng sẽ giúp họ. Dạ dạ. Okay, cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị. Em chào chị. Dạ. Bye. Dạ. Như vậy là đã kết thúc cái câu chuyện của Duyên ở trên kênh Bùi Hồ của bác của anh chị. Đến thời điểm này thì ngoài sự thương cho số phận của một cô gái, nói chung là số phận cũng khá là lận đận luôn, nhưng ngoài ra thì cũng buồn thất vọng cho tất cả mọi người khi mà xem về cái cuộc đời của Duyên ngay tại Việt Nam. Thông cũng xin chân thành cảm ơn chị Tiên đã chính chút thời gian quý báu của mình để mà có thể chia sẻ cho em những cái thước phim như thế này để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn và có phương hướng trong thời gian sắp tới.